Đối với Hiền, kính chào quý vị. Hiện nay tôi đang đứng trên tầng 5 khu A. Và trong clip ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu cặp bàn thờ. Chính xác là cặp sập thờ chân Nghê. Đặc biệt theo cái đơn đặt hàng của anh Vinh tại thôn Hà Trì thuộc về quận Hà Đông. Thì cặp bàn thờ này thì đã là một cái mẫu khá là nổi tiếng của đồ gỗ Đức Hiền từ lâu rồi. Nhưng mà thông thường thì kích thước chúng tôi thì là cái mặt thì vẫn như vậy, tức là dài 2m17, sâu 1m07 và cao 1m27. Nhưng mà khi anh Vinh đến đặt là anh có đặt là chân vuông 22. Hiện nay quý vị nhìn thấy chân nó đồ sộ như là chân voi đây. Thông thường ra thì chân cong, chân vuông 20 dáng cong là đủ rồi. Nhưng mà anh Vinh bảo là bây giờ bố em rất cẩn thận và bây giờ là ý ông cụ muốn như vậy. Thế thì cơ sở sản xuất cứ chiều gia đình. Cho nên với cái yêu cầu như vậy, chúng tôi đã làm ra cái sản phẩm này. Và cái bàn trên là như vậy, còn cái bàn dưới kích thước là dài 1m07, sâu 67 và cao là 61 cm. Để tôi đo lại. Chính xác kích thước như vậy, bởi vì thông thường ra thì cái bàn nó chỉ có sâu vào là 61 thôi. Nhưng mà đây, cái này của anh là anh yêu cầu là sâu 67. Cho nên cái mặt trông rất là to. Còn các cái chi tiết ở đây thì là chúng tôi cũng đã giới thiệu kỹ từ trước rồi. Từ ở trên là bao lan này, ở cái phần ván này là ván mặt liền này. Rồi xuống bên dưới này, từ ở giữa là cuốn thư tượng trưng cho văn võ song toàn này. Ở giữa là 5 đồng tiền tượng trưng cho sinh lộc này. Hai bên bầu rượu túi thơ này, rồi kỳ lân hướng vào. Và phần ở giữa thì mới là đặc biệt. Ở giữa là hổ phù rất là uy linh và đủ tứ linh, đây là long này, đây là quy này, bên này là ly này và phượng, thưa đủ tứ linh long ly quy phượng. Đây là bên đầu hồi. Hiện nay là chúng tôi đang để trên tầng 5. Những cái ngày vào những ngày mùa hè thì cái tầng này rất là nóng, bởi vì là tất cả các cánh cửa sổ đóng kín và nhà thì cao ở giữa đồng, cho nên là nắng nó chiếu bốn phía. Thường là đến cuối buổi chiều chúng tôi phải mở cửa sổ ra cho nó thông thoáng, cho nó đỡ nóng. Cho nên là trong những cái ngày nóng vừa rồi ấy, là cái mặt này đã co rất là nhiều. Thì quý vị nhìn thấy đây, là cái này trong lúc ban đầu chúng tôi làm là khít, nhưng qua cái đợt nóng vừa rồi là co. Tất nhiên sau này chúng tôi sẽ còn lại gõ vào đây, nó vẫn còn dư đằng sau đây, gõ mạnh vào nó sẽ vào. Nhưng mà đây là vì gia đình anh Vinh là vẫn chưa dùng đến ngay, nhưng mà anh cẩn thận anh chưa đặt trước để cho nó gần như là bảo hành tại chỗ. Đây là một cái sáng kiến của gia đình rất là hay. Và chúng tôi thì đã nhận tiền tương đối đủ rồi, và có anh đã ký vào bên trong. Đây tôi sẽ quay cả chữ ký để cho gia đình xem. Hôm trước khi anh Vinh đến là cái bàn con nó chưa xong. Đây anh ký ở đây rồi, chữ ký của anh Vinh này. Anh ký vào tất cả các cái chi tiết của nó rồi. Cái này quay thì chủ yếu phục vụ cho gia đình anh Vinh ngó và kiểm tra để biết là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2016, đúng vào ngày cả nước đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thì đúng hôm nay là chúng tôi xong cái bàn nhỏ sâu 67 cm của anh Vinh, và để quay lên để gia đình yên tâm là cái phần mặt mộc đã xong. Và khi nào có gia đình có nhu cầu lấy thì báo trước chúng tôi nửa tháng để tôi bình tĩnh tôi sơn và chuyển đến cho gia đình. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn gia đình anh Vinh ở thôn Hà Trì, ở quận Hà Đông đã đến ủng hộ đồ gỗ Đức Hiền.
Và trước khi dừng máy thì tôi lại hướng ống quay ra ngoài cánh đồng để xin mời quý vị thư giãn một chút ít. Xa xa là cánh đồng quê tôi, ở đây tôi đang đứng từ trên tầng 5 nhìn xuống.